những ngày gần đây, vụ việc xuất hiện nhiều ý kiến phản ánh một số cán bộ công chức tỉnh Bắc Ninh đi chơi gôn trong giờ hành chính đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm, gây xôn xao dư luận. Theo đó, thông tin này được báo chí đăng tải và bắt đầu lan nhanh vào sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua. Cụ thể, trong một tuần, Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh đã dành 2-3 ngày đi đánh gôn trong tuần. Đáng chú ý, các cuộc chơi đều trong giờ làm việc. Trước những thông tin trên, chiều ngày 22 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cũng đã có văn bản hỏa tốc về vấn đề trên. Theo thông cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh gửi các cơ quan báo chí, sau khi có kết quả xác minh xử lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ cung cấp thông tin cụ thể tới cơ quan thông tấn báo chí theo quy định. Liên quan đến vụ việc này, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Văn Sơn đã ban hành văn bản số 9183 về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh việc một lãnh đạo sở ở Bắc Ninh đi chơi gôn trong giờ hành chính. Theo đó, văn bản này được gửi tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nêu rõ việc báo chí phản ánh lãnh đạo sở ở Bắc Ninh 7 ngày đi chơi gôn trong giờ hành chính 3 lần. Trong đó, người bị phản ánh là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh. Qua ghi nhận, vị cán bộ này đã dành 2-3 ngày trong một tuần để đi đánh gôn. Đặc biệt, những lần tham gia cuộc chơi đều trong giờ hành chính. Ngay sau khi nhận tin, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ngay lập tức chỉ đạo yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh. Đồng thời, lãnh đạo chính phủ quán triệt phải xử lý nghiêm nếu có vi phạm để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính và báo cáo kết quả cho Thủ tướng trước ngày 30 tháng 11. Qua các thông tin đã ghi nhận, Cách đây gần một tháng, vào 15 giờ thứ Sáu ngày 20 tháng 10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh Đặng Trần Trung đã có mặt tại sân gôn Vân Trì, Đông Anh, Hà Nội. Thời điểm đó, vị lãnh đạo này chơi gôn cùng ba người khác và kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ. Chỉ 5 ngày sau đó, cũng trong giờ hành chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh Đặng Trần Trung và Phó Giám đốc Đặng Công Hưởng đã di chuyển từ Bắc Ninh xuống thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để giao lưu đánh gôn từ 11 giờ đến 17 giờ. Cuộc chơi này diễn ra tại sân golf FLC Hạ Long. Không dừng lại ở đó, sự việc tương tự lại tiếp diễn vào ngày 27 tháng 10 tại sân golf Đồi Rồng, thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Với sự hiện diện của giám đốc Đặng Trần Trung và phó giám đốc Đặng Công Hưởng, tuy nhiên, lần này có thêm sự tham gia của ông Đặng Công Toàn. Được biết, ông Toàn là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, cùng một số cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Bí thư huyện ủy Yên Phong là ông Nguyễn Anh Tuấn. Đến 17 giờ, sau khi tan cuộc chơi, cả nhóm lãnh đạo, cán bộ đã đi ăn tiệc, nghỉ ngơi ở khách sạn Dream Dragon Resort thuộc khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Xác định rõ tính nghiêm trọng của vụ việc, bên hành lang quốc hội một số đại biểu cho rằng cán bộ công chức viên chức đã bỏ giờ hành chính đi chơi golf là hành vi gian dối, ăn cắp thời gian hành chính của nhà nước. Chia sẻ quan điểm của mình, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho biết luật pháp đã có những quy định rất kỹ và hết sức rõ ràng danh mạch đối với cán bộ công chức viên chức người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thi hành công vụ quản lý sở hành chính tại sao quy định đã có nhưng vẫn có hiện tượng bỏ nhiệm sở để đi chơi gôn đi lễ đi du lịch xảy ra lý giải về nguyên nhân theo nữ đại biểu thứ nhất là do bản thân những người cán bộ công chức cố tình vi phạm chứ không phải họ không biết thứ hai vì sao có những quy định cụ thể nhưng họ vẫn vi phạm điều này cần các đơn vị liên quan phải xem lại khâu xử lý đồng thời nếu xử lý nghiêm theo quy định thì rất ít người dám vi phạm vì vậy đại biểu nguyễn thị việt nga đề xuất để việc cán bộ công chức viên chức người đứng đầu cơ quan đơn vị không ăn cắp thời gian phải thực hiện từ hai phía thứ nhất là phải nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức vì đạo đức công vụ là rất cần thiết vấn đề này được nói rất nhiều nhất là tại kỳ họp thứ sáu này trong đó tình trạng cán bộ công chức viên chức đùn đẩy né tránh trách nhiệm công việc, ngại khó ngại khổ, rồi có tình trạng không chấp hành nghiêm các quy định công vụ vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, vị đại biểu này cũng nhận định rằng trong công tác phòng chống tham nhũng, các đơn vị ban ngành đã xử lý rất nghiêm khắc. Do vậy, trong đạo đức công vụ, trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để cán bộ không bỏ giờ hành chính đi làm việc riêng, đi chơi gôn, đi lễ, chúng ta cũng cần phải xử lý nghiêm như vậy nhằm ngăn chặn tình trạng cán bộ bỏ giờ làm, ăn cắp giờ hành chính của nhà nước để đi du lịch, đi nghỉ mát, đi lễ, đi chơi gôn bổ sung thêm quan điểm của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Trương Xuân Cử, Ủy viên Ban xã hội của Quốc hội nêu ý kiến rằng, Việc Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh dành 2 đến 3 ngày trong một tuần để đi chơi đã vi phạm quy định của luật công chức, viên chức. Cùng với đó, đại biểu cử cũng đánh giá cao việc báo chí đã có tinh thần phản ánh những hành vi, những vấn đề chưa tích cực tại địa phương, qua đó nhằm giúp cấp ủy, chính quyền địa phương dẹp những cái xấu, cái tiêu cực và hạn chế. Bên cạnh đó là dẹp đi những thói hư tật xấu của cán bộ công chức viên chức. Theo ông Cử, việc nêu lên những sự việc cụ thể, cá nhân cụ thể cũng sẽ giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, xử lý và ngăn chặn hành vi tương tự xảy ra. Nên xử lý một người để giáo dục nhiều người, xử lý một người để săn đe nhiều người và nhiều sự việc khác. Về vụ việc cụ thể tại Bắc Ninh, đại biểu Cử cho rằng không thể kỳ vọng trong hơn một triệu cán bộ, công chức, viên chức, kể cả công chức là lãnh đạo đều sẽ tốt, đều thực hiện nghiêm thực hiện đúng quy định, đúng kỷ cương, mà cá biệt sẽ có người này người khác. Điều quan trọng là khi phát hiện thì chúng ta phải xử lý để giáo dục không những để người vi phạm tiến bộ mà làm gương cho những người khác vì đã làm trái quy định. Hiện nay chúng ta đã có đầy đủ các quy định về cán bộ công chức bỏ nhiệm sở, cán bộ bỏ giờ làm đi làm việc riêng, nhất là đối với cán bộ đứng đầu. Nếu vi phạm thì ảnh hưởng rất lớn và ảnh hưởng đến toàn bộ cơ quan. Theo đó họ phải làm gương trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, cho đạo đức công vụ. Khi xử lý xong, cần phải thông tin kịp thời cho toàn bộ cán bộ, công chức, cho báo chí. Để từ đó thấy được sự vào cuộc của cấp trên, cấp quản lý, qua đó giúp cho sự việc trở nên tốt hơn, tích cực hơn. Về những sự việc tương tự, cách đến một năm, một số lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam đã bỏ nhiệm sở để đi chơi gôn từ sáng sớm đến hơn 11 giờ trưa tại một sân gôn trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã từng gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, mặc dù đang trong giờ làm việc nhưng ông nguyễn đình phúc thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam vẫn rời nhiệm sở để tham gia cuộc vui cùng các thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty trong đó có ông phạm công thảo thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc phó bí thư đảng ủy tổng công ty ông ngô đình khôi tổng giám đốc công ty thép việt úc và bà đặng hoàng nga phó tổng giám đốc công ty ibc đại diện vốn của tổng công ty thép việt nam cùng một số lãnh đạo của các công ty thành viên Thời điểm đó, sau dịch COVID-19, nhiều ngành nghề trong nước phải dừng hoạt động. Riêng thị trường thép có dấu hiệu xấu. Nhu cầu thép trứng lại, giá sản phẩm thép giảm mạnh. Sự việc lãnh đạo ngành thép Việt Nam lại ung dung đi chơi gôn trong giờ làm việc đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Khi ấy, Tổng Công ty Thép Việt Nam có vốn điều lệ là gần 6.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC nắm giữ khoảng 90% vốn điều lệ. Được biết, SCIC là tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cũng trong năm 2022, một chủ tịch xã ở Hải Phòng cũng đã bỏ nhiệm sở vào thành phố Đà Nẵng du lịch, dù được phân công trực lãnh đạo xã. Thông tin trên báo chí đăng tải cho thấy, vào ngày 10 tháng 8, Đảng ủy xã Hữu Bằng có tờ trình xin ý kiến Ban thường vụ huyện ủy Kiến Thụy tạo điều kiện cho xã tổ chức đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng. Việc này nhằm phục vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm ngày sau đó, Ban tổ chức nội vụ huyện chấp thuận đề xuất của Đảng ủy xã Hữu Bằng cho cán bộ thuộc diện huyện ủy quản lý gồm Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đi học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8. Trong đó, thành phần đoàn công tác của xã Hữu Bằng gồm Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và nhiều cán bộ công chức xã. Thời gian ấy, Đảng ủy xã Hữu Bằng đã phân công ông Đỗ Văn Mười, Phó Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trực lãnh đạo, giải quyết công việc tại cơ quan. Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Mười đã rời nhiệm sở, đi vào thành phố Đà Nẵng và tham gia cùng đoàn công tác, dẫn đến một số người dân tới làm việc không giải quyết được thủ tục hành chính. Sau khi bị phản ánh, ngày 30 tháng 8 năm 2022, huyện ủy Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã họp yêu cầu đảng ủy xã hữu bằng tổ chức kiểm điểm cá nhân tổ chức liên quan phản ánh luật cán bộ xã này bỏ nhiệm sở đi du lịch tại đà nẵng được biết trước khi giữ chức phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã hữu bằng ông đỗ văn mười là phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện kiến thụy được điều động về xã hữu bằng từ tháng 6 năm 2022, thay thế ông Phạm Văn Kiển do so có sai phạm liên quan đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp.